chợ hình thành năm 1989 khi Ủy ban Nhân dân quận 5 quy hoạch lại ngành hàng vải sợi và di rời tiểu thương về thương xá Đồng Khánh. Từ năm 1989 đến 1995, chợ phát triển khá mạnh với gần 1.000 sạp, chi phối nguồn hàng vải sợi đi khắp cả nước. Hiện, chợ có khoảng 500 sạp buôn bán vải vóc. Thương xá Đồng Khánh hay còn có tên gọi khác là chợ Soái Kình Lâm, được mệnh danh là chợ bán vải rẻ và lâu đời nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo như lời kể của một tiểu thương bán vải ở đây cho biết, chợ có từ lâu đời, và tên chợ được đặt theo tên của một cửa hàng trên phố Người Hoa, cái tên mang đậm tính chất Á Đông. Nét đặc biệt nhất tại đây là mỗi sạp sẽ chuyên bán một loại vải riêng nhất định, chứ không bán đại trà. Do vậy, khách mua hàng chỉ cần hỏi một sạp bất kỳ, mô tả loại vải mình muốn mua sẽ được các chủ tiệm niềm nở chỉ dẫn nhiệt tình. Đặc điểm của khu chợ là mỗi gian hàng chỉ bán một loại vải nhất định với đủ màu sắc và họa tiết khác nhau. Ở đây, không thiếu bất cứ một loại vải nào, từ vải thun, vải voan, kaki cho đến rèm cửa, đệm, khăn trải bàn. Trong hơn 500 sạp vải lớn nhỏ, khu chợ này đã trở thành thiên đường của vải vóc. Không nơi nào nhiều hơn và không nơi đâu rẻ hơn. Chợ thường đông khách vào thời gian đầu năm và cuối năm, là chợ vải đầu mối cho các tỉnh lân cận. Nhiều cửa hàng may mặc hay những nhà thiết kế thời trang thường đến đây săn lùng những mẫu vải độc đáo. Tùy từng loại vải có giá bán khác nhau, có loại chỉ mấy chục ngàn đồng nhưng có loại lên tới trăm ngàn đồng một mét. Vải voan bông có giá từ 160.000 đến 180.000 đồng trên mét, vải thô 40.000 đồng trên mét, thun caro giá cao hơn khoảng 10 đến 15.000 đồng trên mét so với thun lạnh. Đa số các sạp vải đều có một lượng khách hàng quen và đôi khi họ chỉ trao đổi công việc qua điện thoại, sẽ có người chở vải đến tận nhà. Trừ khi nhập về nhiều mẫu mã vải thời trang mới, thì những người mua xỉ mới đến tận nơi để xem chất lượng và ngã giá. Đi chợ Soái Kình Lâm bạn nên chuẩn bị nhiều tiền trong hầu bao, bởi đến đây rồi thì không ai ra về tay không.